Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng thứ tư ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo tăng cường công tác quản lý hóa đơn điện tử trong kinh doanh xăng dầu. Học sinh chưa vui bám trường theo đuổi con chữ. Tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Hội đồng Nhân dân huyện Madrak khóa 12 vừa tổ chức kỳ họp thứ 7 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của huyện Madrak trên 6.101 tỷ đồng, đạt 101,7%, nghị quyết năm 2023 tăng trên 9,9% so với năm 2022. Tổng diện tích gieo trồng trên 34.071 ha, đạt trên 101% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 78.236 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên 127,8 tỷ đồng, đạt 121% kế hoạch. Toàn huyện đạt 174 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tăng 31 tiêu chí so với năm 2022. Bình quân mỗi xã đạt 12,83 tiêu chí, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, v.v. Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Ikunie, trưởng ban tổ chức huyện ủy, vào chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Madrak khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác. Ngày 26 tháng 12, Đảng bộ thị trấn Epoch huyện Chư Bờ Ga đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu đảng cho 7 đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ thị trấn Epoch có 3 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Đó là những đồng chí tham gia cách mạng từ năm 1946. Sau khi đất nước thống nhất năm 1975, các đồng chí tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh tế tại Tây Nguyên. Ngoài ra, đợt này còn có 2 đảng viên được nhận huy hiệu 70 tuổi đảng, 1 đảng viên nhận huy hiệu 50 tuổi đảng và 1 đảng viên nhận huy hiệu 45 tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện ủy Chư Mờ Ga chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, khẳng định việc nhận huy hiệu đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, chi bộ và đảng bộ thị trấn Epoch, đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu đảng đợt này tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước. Các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu đảng bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm ghi nhận của đảng và nguyện tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn, phong trào công nhân viên chức lao động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Buôn Đôn lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Các hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn được tổ chức thường xuyên như chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết, tặng 280 suất quà trị giá 138 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng 34 suất quà cho đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ kinh phí xây mới 4 căn nhà và sửa chữa 2 căn nhà mới ấm công đoàn. Các công đoàn cơ sở đã tặng 180 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia và đạt kết quả cao. Năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện Buôn Đôn phấn đấu trên 80% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất một đoàn viên cho đảng xem xét kết nạp, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa từ 2 đến 3 nhà, mái ấm công đoàn, v.v. Huyện Esup đã tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ 16 năm 2023. Hội khỏe năm nay có sự tham gia của 1.153 vận động viên đến từ 31 trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, tranh tài ở 14 môn thi đấu gồm điền kinh, bơi, cầu lông, bóng đá, thể dục, aerobic, đá cầu, cờ vua, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, võ taekwondo, võ vô vi nam và bóng ném. Kết thúc hội khỏe Phù Đổng, ban tổ chức đã trao huy chương vàng, bạc, đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung thi đấu.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở ngành địa phương tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Theo đó, Cục Thuế Đắk Lắk chủ trì phối hợp các sở ngành liên quan tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định. Phối hợp với công an và các cơ quan liên quan khác tăng cường thanh tra kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu, chủ trì làm việc với các doanh nghiệp cung ứng các giải pháp công nghệ và hệ thống. Chủ trì làm việc với các doanh nghiệp cung ứng các giải pháp công nghệ về hóa đơn điện tử để tuyên truyền giới thiệu đến các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh biết và lựa chọn nhà cung cấp. Đối với Sở Công Thương, Cục Quản lý Thị trường, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, nắm bắt thực trạng triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, mức độ, khả năng đáp ứng việc triển khai áp dụng để tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh các giải pháp, biện pháp thúc đẩy giám sát các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng, đồng thời giám sát chặt chẽ tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tăng cường chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Chi cục thuế đẩy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu tại địa phương và kết nối điện tử với cơ quan thuế. Huyện Lắk hiện có gần 115 hectare lúa nước đạt tiêu chuẩn Việt Gáp sản xuất gạo chất lượng cao. Với mục đích trồng lúa nước theo tiêu chuẩn an toàn, sạch và đạt chất lượng cao, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng nhận và Kiểm nghiệm FAO triển khai mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn Việt Gáp tại 3 xã Buôn Trĩa 40 hectare, Buôn Triết 41,5 hectare và Đắk Liên 33,2 hectare. Đây là cơ hội để khẳng định chất lượng và nâng cao giá trị kinh tế, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng đến xuất khẩu, góp phần thực hiện thành công nghị quyết số 09 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 15 về định hướng xây dựng thương hiệu gạo huyện Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nhà cách xa trường, đường đi lại khó khăn, nhiều em học sinh ở xã Chư Bui, huyện Krông Bông phải ở lại trường để học chữ. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, các em không chỉ phải học kiến thức mà còn học cả sự tự lập trong cuộc sống hàng ngày. Dãy nhà nội trú 4 phòng này đáng lẽ dành cho thầy cô giáo của điểm trường E Lang, trường trung học cơ sở Chư Bui, huyện Krông Bông, nhưng nay lại nhường cho 5 em học sinh khó khăn, nhà cách xa trường. Được ở lại đây đã giúp đường đến trường của các em bớt nhọc nhằn. Xét thấy là cái việc mà học sinh ở ngoài mà ở nội trú ở bên ngoài thì nó rất là khó khăn cho các em, rất tội nghiệp các em. Nên nhà trường là có một số phòng được xây dựng giáo viên thì nhà trường cũng là huy động hết các cái phòng đó cho các em vào ở. Rồi anh chị em, các thầy cô giáo luôn chia ra quản lý các em để hỗ trợ giúp đỡ các em. Đặc biệt là về đêm cũng hỗ trợ các em rất nhiều về công tác dạy và học. Qua đó là giúp cho các em cảm thấy là yên tâm rồi có những điều kiện tốt hơn để học tập. Tuy ở nội trú nhưng thực phẩm phải tự lo. Hầu hết các em sẽ mang gạo, mì tôm từ nhà, góp vài chục ngàn đồng một tuần, mua thức ăn. Ngoài việc học, học sinh ở đây phải tự chăm sóc bản thân, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp phòng, khu nội trú. Các em đều tháo vát, đảm đang, biết yêu thương, nhường nhịn, đoàn kết với nhau. Ở đây cũng rất vui và con chia công việc cho các em làm cũng rất ngoan và rất thân thiết như một gia đình. Có lúc mấy em hỏi bài cho em thì em cũng chỉ và mấy em nữa cũng rất ngoan học hành chăm chỉ. Thầy cô ở đây rất tốt và cũng qua thăm chúng em và cũng mua, có lúc cũng mua kẹo đồ cho chúng em ăn với lại cũng quan tâm chúng em. Điểm trường trung học cơ sở Chư Bui ở thôn E Lang hiện có 800 học sinh, trong đó 91% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. 50 em học sinh được trường bố trí ở khu nội trú là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn nhất. Các thầy cô nơi đây cũng thay nhau trông nom, nhắc nhở các em việc sinh hoạt học hành và chăm lo những lúc ốm đau. Thì cũng nhắc nhở các em là trong cái việc học là tối thì học tầm cỡ 8 giờ đến 9 giờ. Rồi xong các em còn nhắc nhở các em là giữ trật tự để cho các bạn khác còn học. Trước đó thì em trọ và bây giờ thì nhà trường tạo điều kiện cho em đây và em thấy rất an toàn. Và em cảm thấy là ở đây thì em có thể học chăm chỉ hơn. Em mong muốn là có thể học hành giống người ta và
có thể phát triển trong tương lai. Tuy còn thiếu thốn khó khăn nhưng các em học sinh ở khu nội trú tại điểm trường E Lang, trường trung học cơ sở Chư Bui, xã Chư Bui, huyện Krông Bông đã có tinh thần tự lập và cố gắng học tập. Nhà trường mong rằng sẽ có thêm nhiều chương trình chính sách hỗ trợ để hành trình theo đuổi con chữ của các em đỡ khó khăn, góp phần hạn chế tình trạng bỏ học và nâng cao chất lượng dạy học ở vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đời sống người dân ở các buôn làng của Đắk Lắk đã khởi sắc lên từng ngày nhờ những mô hình cách làm thiết thực phù hợp với thực tế mà chính quyền địa phương hỗ trợ. Qua đó tạo động lực để người dân vươn lên thoát nghèo trên chính quê hương mình. Gia đình thuộc diện hộ nghèo đầu năm 2023, anh Y Đao Nie, sinh năm 1998 ở Buôn Mùi 2, xã Chư Né, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Krông Búc trích quỹ vì người nghèo hỗ trợ 25 triệu đồng để mua 7 con dê giống về nuôi. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng hỗ trợ gia đình anh 5 triệu đồng để làm chuồng trại. Hiện tại, đàn dê sinh trưởng phát triển tốt. Cảm ơn chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ cho gia đình mình. Có đàn dê, gia đình mình sẽ cố gắng chăm sóc, lo làm ăn để ổn định cuộc sống. Từ cái sự định hướng với lại hỗ trợ của chính quyền địa phương ban thôn là công tác tư tưởng vận động hỗ trợ gia đình được 7 con dê với tổng trị giá là hơn 25 triệu đồng. Và mặt trận ban thôn cũng đã làm tốt công tác làm hỗ trợ để hỗ trợ cho gia đình làm chuồng dê trong gần một năm nay thì tiến triển rõ rệt. Trong quá trình làm việc, anh Y Khơi Cờ Pá, chồng chị Siêu Hờ Men không may bị tai nạn lao động, bao nhiêu của cải đất đai lần lượt phải bán hết để chạy chữa cho anh, nên cuộc sống gặp không ít khó khăn. Năm 2023, gia đình anh chị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ 25 triệu đồng mua 7 con dê giống về nuôi. Nhờ cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật và gia đình chịu khó chăm sóc nên đàn dê phát triển tốt. Gia đình chị rất phấn khởi, tin tưởng về một tương lai tươi sáng hơn. Mình sẽ cố gắng chăm sóc, duy trì và phát triển đàn dê. Hy vọng thời gian tới gia đình sẽ thoát nghèo, con cái được học hành tới nơi tới chốn. Chư Né là một trong những xã khó khăn, tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do thiếu đất canh tác, thiếu phương tiện sản xuất, nhiều gia đình lại sinh đông con nên tỷ lệ hộ nghèo cao. Địa phương cũng đã huy động mọi nguồn lực tạo các mô hình sinh kế để định hướng bà con phát triển sản xuất, chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vay vốn với tổng dư nợ gần 1,9 tỷ đồng. Cùng với đó, xã cũng hỗ trợ sửa chữa xây nhà ở, tặng thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho bà con. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện còn 7,17%, giảm 0,84% so với năm 2022. Đối với cái mô hình hỗ trợ sản xuất thì trong năm 2023 vừa rồi chúng tôi đã hỗ trợ sản xuất cho 4 hộ gia đình với mô hình là hỗ trợ dê giống cho bà con. Mỗi một hộ nhận từ 8 đến 9 con dê giống và hỗ trợ làm chuồng trại. Thì qua kết quả khảo sát cuối năm thì cái mô hình này phát triển rất là tốt, có hiệu quả cao trong cái công tác giảm nghèo tại địa phương. Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững, nhất là tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong thời gian tới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, từng bước nâng cao đời sống người dân.